Vâng, xin chào. Nói là tôi rất chân thành cảm ơn các bác ở xa như tin tưởng ủng hộ. Cũng như con đông ly này. Đông ly này hôm nọ tôi đã đăng video lên và nay đã có khách hàng đặt tiền. Ba khách hàng ở trong tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh miền Tây của miền Nam. Trước khi gửi con đông ly này thì tôi quay lại video cho khách hàng, có thể khách hàng sẽ xem được hoặc cũng kiểm tra lại sản phẩm trước khi gửi cho nó yên tâm. Vì nó là một mặt hàng đắt tiền nên là tôi cũng muốn cẩn thận. Thật ra thì tôi đã chạy nhiều ở nhà rồi, nhưng mà trước khi gửi thì tôi vẫn muốn làm một video nữa cho nó yên tâm. Đây là con Derby Sansui QRX 7500, mặt vàng chanh, hình thức cực kỳ sang trọng luôn, đèn vui rất sang trọng. Hôm nay tôi quay buổi tối nên đèn nó nổi rất là bắt mắt luôn. Hôm nọ thì quay ban ngày nên ánh sáng nó bị phản. Derby này có chỉnh bát chép cho từng hàng loa, hàng loa front, hàng loa rear, đánh 4 đôi loa chính. Đây là các cái đút để giới hạn khoảng âm, giới hạn khoảng âm cao, ấn vào thì khoảng âm cao nó sẽ bớt đi. Đây khoảng âm thấp. Còn đây là nút ba lăng cho loa trái, loa cho loa front và loa rear. Tôi đang đấu vào loa front thì tôi sẽ đây, loa trái loa phải này đều có tiếng nhá. Bên phải có tiếng này, bên phải có tiếng, bên trái có tiếng này. Còn cái này có nghĩa là cho hàng loa bên front, còn bên này là cho hàng loa rear. Đây mình vặn sang loa rear thì loa front không có tiếng. Những cái bẩn sột soạt này thì mình chỉ cần lấy dầu máy khâu hoặc RV7 xịt vào là nó hết bẩn thôi. Với lại thật ra khi vặn thì nó mới sột soạt, còn bình thường thì chạy chả giờ nó sột soạt. Đây là nút volume chính nhá. Đây nút lever. Xoay cái núm này thì là cái đèn bu nó sẽ vẩy theo. Đây, vẩy theo. Đây là một nút volume phụ. Tôi đang đấu loa vào cái cọc AV2 channel thì tôi phải ấn 2 channel thì ra tiếng. Ở đây là các cái đây, để auto thì là nó sáng tất cả. Cái nút select này để mức giữa nhá. Đây tôi đều để mức giữa hết này. Function để mức giữa. Đây nó tùy theo mình vặn mà đèn nó sáng hay không nhá. Đây tôi hay để mức giữa, còn cái này gần như không chỉnh đến. Đây để này giữa đây, những nhiều cái nút chức năng mình không dùng đến. Con này gửi vào Sóc Trăng, một tỉnh miền Tây. Rất cảm ơn về khách hàng đã mua tin tưởng ủng hộ. Đông ly cực kỳ đẹp luôn. Đây là mặt sau, thông số kỹ thuật vào mặt sau, bốn đôi loa chính nha. Đây channel front, 4 channel rear. Đây tôi đang cắm ở 2 channel. Giả sử cắm thích cắm ở 4 channel được, cắm ở play này, cái chỗ play này, hoặc là aux nha. Đây tôi đang cắm ở 2 channel và ở play. Play này thì nó là đường vào, còn rec này là đường ra xúc điện. Còn đây là anten của radio. Đây đang cắm ở cọc 300. Đây là tản nhiệt, một cái tản nhiệt bằng nhôm, nó rất là nặng luôn. Con này tháo ra cực kỳ nặng, nó ăn sâu vào trong. Cái lỗ này nó khá bé này, nên khi dây loa to mình chỉ vuốt một cái đầu nhỏ cho vào thôi, còn dây to không cho vào hết đâu. Con này đây QRX 4500 và 7500, 650W. Nó là hàng đa cầu điện xuất toàn thế giới. Đây tôi đang vẫn để điện 110 nhá. Nếu mà về thích điện 220 mình mở cái này ra xong rồi tháo ra cắm vào là nó ra theo điện áp mình muốn sử dụng. Rất đẹp luôn. Có nghĩa ngoài cái 2 channel mình có thể cắm ở channel front này hoặc channel rear. Thường thì mình chỉ đánh 2 đôi loa là nhiều rồi. Đây đôi loa AB, loa front trên này. Đây, một là cắm vào aux, hai là cắm vào tape 1, tape 2 play này. Tôi hay cắm vào đường play này. Tôi mở to nhạc các bác nghe nhé. Cực kỳ đẹp và quý hiếm của Đông Ly. Mát đẹp rồi.
đẹp rất nhiều luôn. Thường các cái này tôi hay để mức giữa hết. Tôi nghe mở radio chút này. Khi nghe radio thì mình phải bỏ cái này ra. Giả sử mình bấm cắm vào cái đường tape 1, tape 2 của 4 channel kia thì mình phải ấn vào đây hoặc ấn vào đây thì nó mới ra tiếng nhá. Tôi đang cắm vào 2 channel phải ấn vào đây mới ra tiếng này. Đây tôi không bật loudspeaker đâu vì tôi không thích nghe loudspeaker nhiều. Đây, khi muốn nghe radio phải bỏ hết ra thì ấn vào FM này. Ấn vào FM multi knob này. Ấn vào nút này, nó xoay tần số trên này. Coi như là tôi cũng hướng dẫn cách sử dụng con Omni này cho bác nào nếu mà sau này có cái con Omni này mà chưa biết dùng. Đây, tần số. Bắt sóng thì cực nét luôn. Nhà tôi ở trên rất cao nên là sóng nó kém, chứ còn ở dưới từ tầng 10 trở xuống thì cực kỳ nét. Các cái Omni đài này thì nó bắt còn nét hơn cả đài radio. Nói chung là rất nhiều đài. Toàn là các cái đài. Cái đài thì vấn đề là các cái thông tin ở nam giới thì ở trên thế giới người ta đó. Bạn sang đây. Sống ai em thì nó bắt không? Nó bắt FM các bạn ạ. Có nghĩa nhiều người ấy, mở về cắm vào đường AUX thì nó thường chỉ sáng được hai đèn thôi. Nên tôi thường hay cắm vào đường tape thì là nó mới sáng được hết các đèn này. Thì mình để các cái nấc này ở giữa này. Đây nhớ các cái này để ở giữa hết này. Nên các bác vừa xem cái này thì phải xem cho rõ. Xem video tôi đăng cho rõ. Nếu mà các bác nào có cái con đồng đi cả. The Vietnam-Japan Extensive Strategic Partnership for Peace and Prosperity in Asia will develop further. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc urged Japanese enterprises to increase investment in Vietnam. Hôm nay là ngày đâu, hình như mùng 6. Vậy thôi. Hôm nay chủ nhật ngày mùng 7 tháng 10. Đang test cho khách hàng ở Tây Ninh, ở Sóc Trăng. Rất cảm ơn. Nghe nhạc lại này. Nghe nhạc thì phải bỏ FM ra, ấn lại. Mùa xuân bất tận nở trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm sống vang về trong giấc ngủ xanh. Là khi anh đã dâng nguồn sống cho. Hình thức cực kỳ đẹp. Những con Omni đẹp này các bác vừa nghe nhạc. Với những con Omni hình thức đẹp khi các bác nghe nhạc nó sẽ cảm giác hay hơn rất nhiều. Giả sử bài hát nó hay 8 phần thì các bác nghe nó sẽ cảm giác hay đến 10, 12 phần. Đấy là điều rất dễ hiểu thôi. Đây đặc biệt những cái con Omni có đèn vu này thế. Giả sử những con Omni Pioneer 7800 hoặc 7600 nó có đèn vu. Nó rất đắt luôn bởi vì nó có đèn vu, đèn trang trí thì giá trị nó giá cao lên. Chứ còn chất âm thì nó không hay hơn quá nhiều so với những âm đi khác đâu. Nhưng mà nó giá trị về hình thức cũng như là thương hiệu. Trời đường cho mưa rơi rơi. Và một con âm ly tôi nói như có khách tôi đăng lên hàng cũng có người vào bình luận là bảo tiếng tép chói hoặc là tiếng tép thế này đi kia. Nhưng người đấy là không bao giờ hiểu được hàng. Bởi vì khi tôi đăng lên ấy, tôi không bao giờ tôi chỉnh chuẩn chỉ hết được về khi tôi đăng video. Đây là một hình thức tôi quảng cáo cái sản phẩm thôi, chứ không phải là một cách tôi chỉnh chuẩn chỉ hoặc là chi tiết cực kỳ hay cho khách nghe. Bởi vì cái đấy là cái sử dụng, giả sử tôi sử dụng thì nó khác, các bác sử dụng nó khác. Khi tôi quay điện thoại này thì tôi vặn biết nó lung tung lên, một tay quay điện thoại thì không thể nào nó chuẩn chỉ được. Hoặc là một con âm ly ấy, khi mở các bài hát khác nhau, có bài hát ca sĩ nó chỉ thiên về cái bài hát đấy, nó thiên về tép thì mở ra là tiếng tép nó rất nhiều. Giả sử mình chỉnh lại thì là tép nó ít đi thì nó không chói không gắt. Nhưng mà cái đấy khách hàng không hiểu lại bảo là con Omni này chói gắt. Đấy thì một cách nói rất chủ quan, họ không hiểu gì về âm thanh.
chói gắt hay không do mình chỉnh đồ và do ghép hợp lý, chứ không phải nghe phát và nhảy vào để nói như vậy. Đấy là chả hiểu biết một cái gì cả. Tôi quay đây là một cái là giới thiệu cũng như hướng dẫn, chứ không phải mục đích là tôi làm cho nó cực kỳ hay. Bởi vì làm sao cực kỳ hay được khi mà tôi quay này, tôi quay này, tôi ấn quay lung tung này, một tay thao tác một quay điện thoại, làm sao mà tôi chỉnh chuẩn thì được hết. Giả sử bát có bài hát tép nó nhiều thì mình đã quay, mình vẫn để nấc này thì mình kệ nó đấy. Còn vặn đấy, khi mình phải nghe chi tiết thì mình mới cân chỉnh lại được. Còn mục đích của người ta bán hàng là mục đích là người ta giới thiệu sản phẩm, chứ không phải là để biểu diễn cực hay cho khách hàng xem. Còn cái đấy bọn tôi không bao chú trọng đến cái đấy làm gì cả. Mỗi bài hát là một tông nhạc. Bước nặng nề qua thềm nhà vắng, phương sắc hoa khi nắng chiều nghiêng ghé bên vai nào má lách cỏ vườn xưa. Vâng, xin cảm ơn, muộn rồi tôi tắt máy thôi. Cảm ơn, hẹn gặp lại.